đến với đôi tô màu tranh của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ lại tiếp tục chủ đề tô màu bức tranh nha. Và đây sẽ là bức tranh của ngày hôm nay. Là bức tranh về một cô gái mặc một bộ bikini. Chúng mình cùng nhau tô màu. Trước tiên thì mình sẽ tô mái tóc màu đen nhé. Tô toàn bộ mái tóc nha, mái tóc hơi nhiều xíu. Giờ thì mình sẽ tô màu cho đôi môi nha. Bây giờ thì mình sẽ tô cho bộ bikini. Mình sẽ lựa chọn màu tím. Giờ thì mình sẽ tô màu đến đôi dép nha. Dép khá là to. Đó quá. Mình đã tô màu xong cho bức tranh của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt mọi người nha.